Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin làm một cái clip tiếp nối về cái chuỗi series về cách nuôi cá cũ sừng. Thì từ trước tới giờ mình làm về cách nuôi cá cũ sừng không mà. Hôm nay thì mình xin làm về một cái bệnh mà cũng thường gặp ở cá cũ sừng mà nhiều bạn inbox hỏi cho hỏi mình á. Hỏi mình á, nhưng cái bệnh này á là cái bệnh mang tên là bệnh xuất huyết da hay là bệnh phỏng da ở cá cũ sừng. Bệnh này nó chỉ thường xuyên xảy ra ở những con cá cũ sừng mà size nhỏ và thường xuyên dính nhất là những con cũ sừng ví dụ có sức đề kháng yếu, ví dụ như là hoàng đế, bô ly, ansori, rồi congo, coliba, song nin. Đó, những con cũ sừng đó là thường bị này nhất. Riêng với con xám hay là những cái dòng xám long fin, amino long fin hay là cũ sừng về bích bông, những con đó thì sức đề kháng nó mạnh hơn, nó ít bị những cái bệnh đó. Thì cái biểu hiện của cái bệnh này đó là cái vết da dưới bụng hoặc là trên lưng á, đa phần nhất là dưới bụng nó sẽ xuất hiện một cái vết giống như là cái vết phỏng của con người các bạn. Và những cái vết phỏng đó, vết phỏng như vết phỏng ở tay mình nè, và nó rưa thì nó có đường chảy máu đó. Và thường á các bạn thấy nha, nếu mà cái vết phỏng mà trên 50% á là con cá của các bạn nó bị rất là nặng rồi, nhưng mà nếu độ đâu đó khoảng là 80% tỷ lệ tử vong rất cao. Tỷ lệ tử vong rất là cao. Do đó khi mà các bạn nào phát hiện thì các bạn hãy phát hiện biểu hiện đầu tiên của con cá cũ sừng của các bạn mà trước khi nó bị cái đó là nó nổi mặt. Nó nổi mặt và nó nổi đồng loạt hết chứ nó không phải là nổi một hai con. Có một số con cá cũ sừng nó nổi mặt lý do là nó bị gọi là nó bị stress quá, nó bị nổi mặt, hoặc nó bị mấy con khác tấn công nó bị, cho nên là nó nổi mặt. Còn nếu mà nó nổi mặt mà nó nổi gần như là đồng loạt hết luôn á, tức là nước của các bạn có vấn đề. Đó là cái biểu hiện mà tiền gọi là y giống như tiền ung thư vậy, nó gọi là bị tiền phỏng da đó, nó cái mình kêu là như vậy nha. Thì ghi sau khi mà nó có cái biểu hiện như vậy thì các bạn lần đầu tiên các bạn sẽ test cho mình amoniac liền, các bạn phải test amoniac cho mình liền đó. Các bạn test amoniac, cái lượng amoniac của mình bắt buộc phải bằng không. Nếu mà cái lượng amoniac mà nó bị trên 2 là con cá của các bạn nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng là phỏng da, sẽ bị cái hiện tượng phỏng da đó. Test amoniac thì các bạn test bằng cái bộ API này đó. Bộ API này là 130 lần test với giá là 240, có nghĩa là một lần test độ đâu đó là khoảng 1000 mấy đó, khoảng 1000 mấy. Thì cái link mua hàng sẽ để dưới cái phần mô tả đó. Đó là test amoniac cho mình liền. Sau khi mà test amoniac thì các bạn xử lý bằng chai Seachem Cream đó. Xử lý như thế nào nó phụ thuộc vào đây, nó phụ thuộc vào kết quả test của các bạn. Nếu mà test mà trên 2 ppm thì các bạn phải sử dụng gấp 5 lần cái liều lượng hướng dẫn. Còn nếu mà dưới 2 ppm thì các bạn chỉ xài y như liều lượng hướng dẫn thôi. Cream này có một cái clip rất là cụ thể về cái phần mà thuộc tính của cream và xài như thế nào. Đó, nè, cái chai cream này nó có như thế này các bạn. Đây là chai 250 lít có giá là 250.000, thì mình cũng sẽ để dưới cái link dưới phần mô tả luôn. Ngoài ra nếu mà các bạn không có cream á, các bạn xài những cái hãng khác cũng được, không sao, miễn là nó có tác dụng test khử amoniac. Cream là cái hãng rẻ nhất rồi, những cái hãng khác nó mắc hơn rất là nhiều, những cái hãng của Mỹ khác á, những cái thằng mà của Mỹ của Pháp mắc hơn nhiều lắm. Rồi, sau đó khoảng 30 phút sau, không phải 30 phút. Sau đó khoảng 1 tới 2 tiếng sau nha các bạn. 1 tới 2 tiếng sau các bạn sẽ thấy là cái nước của các bạn nó sẽ có cái hiện tượng là nó màu giống như cái màu trà, màu lá bàn đó. Đó là cái gọi là kết tủa amoniac do hàng rim gây ra. Thì amoniac này nó sẽ kết tủa và để tạo thành những cái hợp chất không độc. Thì ngay lúc này các bạn phải thay cho mình 20% nước. Chỉ thay 20% thôi nha các bạn. Lý do con cá của các bạn nó đang bị rất là yếu ở trong cái giai đoạn này, không thể nào thay mà trên 40% được đâu. Thay 20% cho mình. Rồi, giặt túi lọc cho mình luôn nha. Các bạn nào có túi lọc thì các bạn giặt nha, bởi vì bây giờ túi lọc của các bạn nó dính chằng chịt những cái amoniac. 1 đến 2 tiếng, 3 tiếng cũng được, không sao, 3 tiếng cũng được, cũng chả sao hết. 1, 2 tiếng, 3 tiếng, sau 1, 2 tiếng, 3 tiếng sau khi mà thêm cream vô nha. Và nước của các bạn nên được phải sục khí oxy trước ở ngoài để khử clo, khử CO2, tuyệt đối không sử dụng nước mưa nha. Đấy. Sau khi tuân hết quy trình này rồi, tiếp tục cho mình. Tiếp tục cho mình nha. Đối với bạn nào mà xài đã có nước lá bàn sẵn rồi, tức là các bạn ngâm nước lá bàn sẵn rồi thì các bạn không được thêm muối. Còn nếu mà các bạn nào mà không xài nước lá bàn á, không có lá bàn sẵn thì các bạn thêm 3g muối trên 1 lít cho mình. 3g muối trên 1 lít cho mình. Cái đó thì mình không viết vô đây. Đó. Rồi, cái quan trọng mà để cho con cá của các bạn nó sống hay là nó chết là do cái thằng này. Đó, là stress coat.
các bạn phải tiêm stress code giống như liều hướng dẫn. Stress code nó có tác dụng là kéo liền mô và da của các củ sừng các bạn. Những con củ sừng mà nó bị phỏng trên 50% nó không có stress code, bảo đảm ngày thứ hai đi liền dù cho các bạn cứ làm cái này. Ngày thứ hai, thứ ba là đi liền, không thể nào sống được. Những con hũ chừng mà dưới 50%, 30-40% cái bề mặt da bụng á, thì nó mai ra thì nó còn sống được. Nó mai ra thì nó còn sống được nha. Còn những con nào mà 70, trên 50%, 60-70 á, không có stress code là bảo đảm là nó đai. Còn nếu mà nó có stress code là đâu đó khoảng 4 ngày là nó đã lành rồi. Đó, đâu đó khoảng 4 ngày là nó đã lành rồi. Những con mà cỡ khoảng 20-30% á, nếu mà có stress code thì cũng khoảng 2-3 ngày là nó lành. Còn không có stress code, những con mà chở 20-30% là phải mất tới 1 tuần, 2 tuần nó mới lành được. Nó rất là lâu. Nó stress code như thế này các bạn. Stress code này có tác dụng là vừa cũng khử calo, khử kim loại nặng luôn. Quan trọng nó là kéo liền da và tạo nhớt, tạo nhờn cho con cá. Nó giảm stress, nó giảm cái đường huyết của con cá, gọi là nó làm cho con cá bị căng thẳng là bị cao huyết áp các bạn. Thì nó giảm cái đường huyết của con cá xuống nó, cho nên là nó giống như một loại thần dược nè. Cost, đó, thần dược nè. Đó, nè, cái chai này là 320 ngàn nha các bạn, gần 500ml, chính xác là 473ml. Thì thằng này bên đây thì tạm thời thì khi mà mình làm cái clip này thì mình đang hết hàng. Nhưng mà mình vẫn để cái link mua hàng cập nhật ở phía dưới để cho các bạn xem. Để cho các bạn xem khi nào mà có hàng thì các bạn cứ đặt mình. Chứ tạm thời thì thằng này mình đã hết hàng rồi. Nó chai này thì mình đang xài, còn trái hàng rồi các bạn. Rồi xong. Sau khi làm này thì bắt đầu mình sẽ chăm vi sinh theo đúng liều lượng, chăm vi sinh theo đúng cái liều hướng dẫn nha các bạn. Chăm vi sinh. Vi sinh thì nhiều loại vi sinh, nắm thiếu cha gì vi sinh ở trên thị trường. Các bạn có cái nào các bạn xài cái đó. Nhưng mà do mình đang xài cream nè. Đó, mình đang xài cream thì mình lấy cái thằng vi sinh Stability này á để mà mình chăm vô cho nó tương thích, nó vừa tương thích mà vi sinh này là vi sinh xịn nữa cho nên nó rất là tốt. Thì chai này là 500 nửa lít thì là 470, mình cũng sẽ để ở dưới phần link mô tả luôn. Còn nếu mà các bạn không có thì các bạn xài vi sinh khác cũng được, chả sao. Tuyệt đối không thêm sủi C vô trong cái quá trình này. Lý do tại sao không thêm sủi C, thường là cá bệnh là thường hay kêu là thêm sủi C ha, nhưng mà riêng trường hợp thì không thêm sủi C được. Lý do là ammoniac của các bạn đang cao, cần vi sinh để xử lý ammoniac. Nếu mà C vô, C sẽ gián tiếp tác động tới độ pH thông qua độ KH, thì nó sẽ làm cho vi sinh bị ức chế nếu mà pH và KH bị biến động. Đó, vi sinh ức chế tức là vi sinh vẫn sống nhưng mà nó không chịu hoạt động. Các bạn cứ nghĩ đi, nó nằm đó nó ngủ chứ nó không chịu hoạt động thì nó không xử lý được ammoniac mà mình đang cần, là mình đang cần xử lý ammoniac. Mình đang cần xử lý ammoniac nha các bạn. Nhiệt độ tăng lên trên 30 độ cho mình. Tăng lên trên 30 độ cho mình. Đó. Tăng lên khoảng 30 độ. Các bạn nào không có nhiệt độ mà các bạn đừng có để dưới 27 độ là được. Chỗ nào mà dùng mà hơi lạnh một chút á, ít nhất cũng phải duy trì trên 28 độ cho mình nếu mà các bạn không có sưởi. Cái này không bắt buộc lắm. Đó, cái này không bắt buộc lắm. Đây là toàn bộ cái quy trình từ ở ngày thứ nhất mình đặt đó là T1. Mình đặt đó là T1. Nha, đó là toàn bộ quy trình ngày thứ nhất. Qua ngày thứ hai, qua thời điểm T2. Đó, T2. Các bạn lặp lại quy trình y chang như ngày đầu tiên với mình. Cho đến ngày T3, T4, T5 ... gì đó, miễn sao nồng độ ammoniac của các bạn là bằng 0 thì các bạn dừng ha. Miễn sao đầu ngày các bạn test ammoniac ra bằng 0 thì các bạn dừng. Theo kinh nghiệm của mình nha, nếu mà xài vi sinh bình thường thì phải mất đến 7 ngày. Đó, còn nếu mà xài tới Stability hay là Wistat thì chỉ cần mất 4 ngày là ammoniac của các bạn đã gần bằng 0. Đã gần bằng 0 là ở cái mức gọi là không còn nguy hiểm nữa. Nó là 4 ngày. Và thằng nào mà sử dụng stress code á, cá mà bị nặng dữ lắm cũng trong vòng 3 đến 4 ngày là mô kéo liền da hết hoàn toàn. Còn không dùng là phải mất tới cả 1 tuần tới 2 tuần luôn á. 1 tuần là nhẹ, 2 tuần là rất nặng. 2 tuần là rất nặng nha các bạn. 2 tuần là rất nặng mà mình sợ là không có stress code là tới ngày thứ 2 là đã chết rồi. Chứ đừng có nói làm chi mà nặng mà sống qua được cơn nguy kịch. Cái đó là trời độ, cái đó là được trời độ nó mới sống được cái cơn nguy kịch như vậy các bạn. Đó là nguyên cái quy trình mà về cái phần mà xử lý nè. Cái quan trọng đó là test ammoniac nè, test có chip cream này nè. Cream có thể các bạn không có, có thể các bạn không có thì các bạn bỏ qua cái quy trình cream, các bạn thay 25% nước, chấp nhận được. Nếu mà các bạn nào không có cream mà xài cream không được
Còn nếu mà các bạn không có bộ amu nhắc này nè, thường các bạn hay hỏi mình đó là con cá các bạn bị biểu hiện như thế này thế kia, thì mình có hỏi là a pH là bằng bao nhiêu, thì các bạn ngồi các bạn nói ra a là mình biết đó là vấn đề là không phải do pH của các bạn, là vấn đề do cái khác hoặc là do pH, rồi mình sẽ chỉ các bạn đó. Còn nhiều bạn, có nhiều bạn rồi cá như này mình hỏi amu nhắc bằng nhiêu, nitrit bằng nhiêu, các bạn la các bạn không biết, cái mình mới nói không biết thì test đi. Các bạn nói là các bạn không có bộ test, cái mình kêu là các bạn thì không có bộ test thì đi mua, chứ bây giờ không có bộ test thì giờ sao giờ. Các bạn nói là rồi các bạn nói nè, em không có tiền, lập tức cái tin nhắn nó được chuyển vô spam liền. Đừng có nói cái kiểu mà trả treo như vậy, cái đó là hơi nói theo kiểu mà gọi là trả treo với mình á, gọi trả treo mình. Mình các bạn mà bị vấn đề các bạn hỏi mình giúp các bạn, chứ không phải là các bạn trả tiền cho mình giúp các bạn điều đó. Các bạn lưu ý nha, đừng bao giờ mà nói chuyện với cái thái độ mà y chang như các bạn đang nghĩ là sao. Các bạn đang nghĩ là mình kêu các bạn test amu nhắc, các bạn không có, kêu bạn mua là các bạn mua của mình hả? Đâu có cần các bạn đi mua chỗ nào cũng được hết. Mình đâu có yêu cầu các bạn mua của mình. Mình đâu yêu cầu các bạn mua mình. Các bạn đang cần test amu nhắc liền, các bạn mua của mình, các bạn ship xa cũng phải 2-3 ngày các bạn mới tới, thì cái chỗ nào gần nhất các bạn nên mua. Chứ mình đâu có kêu các bạn mua của mình, đợi cá các bạn 2-3 ngày cá các bạn chết tươi rồi, chết tươi đem vô tủ lạnh rồi. Đó, mình đâu có yêu các bạn mua, mà các bạn lại đi nghĩ là y như là mình khuyến là đi mua của mình hay sao á. Mình kêu á, các bạn nào mà nhiều bạn nhắn tin cho mình á, các bạn cũng sẽ thấy là mình kêu là đi chạy ra cái tiệm nào gần nhất để đi mua cái đó đi. Đó, không có rồi bắt đầu mình sẽ chữa cháy bằng những cái phương pháp, ví dụ như bí lắm mà không có amu nhắc thì bây giờ phải chịu thôi. Chịu ngồi đó thay 25% nước, thay xuyên suốt thay hoài luôn, tại vì đâu biết amu nhắc nó là bao nhiêu, thay sao mà con cá hết biểu hiện thôi. Đó, còn giờ stress code nè, không có nè, ví dụ như nhiều bạn nó không có stress code, mình cũng hết hàng stress code rồi, mình kêu các bạn đi mua các chỗ khác nó cũng không có stress code, thì bây giờ chịu không có stress code thì bây giờ phải chịu cho con, là phó mặt cho trời thôi. Con cá nào mà nó sức đề kháng nó mạnh thì nó sống được. Đó, như mình cũng nói là bây giờ stress code mình đang tắt hàng, nhưng mà các bạn mua thì các bạn mua chỗ nào cũng được, vi sinh thì có hàng nào xài hàng nấy. Đó, chứ các bạn cứ nghĩ là đây là clip hướng dẫn cho các bạn trị bệnh con cá, mà hướng dẫn xong rồi cái hồi các bạn quay qua kiểu như là cái thái độ rất là bực bội nha, cái thái độ cực kỳ bực bội á, cái thái độ mà nói cái chuyện mà kiểu mà trống không, mà y chang như là tôi đây ông trời đó. Đó, tôi đây ông trời đó. Rồi nhắn tin xong nè, rồi có một bạn đi nói với anh mình ha, không tiện nói tên ở đây, có một bạn đi nói với anh mình vậy sao mà mình lóc họ là biết sao không? Họ hỏi mình 5 lần các bạn, họ hỏi mình 5 lần, mình đều trả lời rất là nhiệt tình nha, mình trả lời có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng. Họ hỏi xong họ thả một cái dấu like như thế này. Trời, cái hai cái chữ cảm ơn và cái chữ thanh kiều, cái chữ thanks. Trời ơi, nó tốn chỉ có khoảng 1 giây cho các bạn đánh cái chữ đó thôi. Cái phép lịch sự tối thiểu không biết thì bị lóc là ráng chịu. Đừng ai nói mình khó tính. Cái đó là cái phép lịch sự tối thiểu thôi. Không ai mà đi hỏi 5 lần mà thả một cái dấu like như thế này, 5 lần đều làm như vậy. Đó, người ta là tới lần thứ 2 là người ta đã lóc rồi. Mà còn đi nói với anh mình là tại sao mình lại lóc họ như thế này thế kia. Chi vậy? Coi lại cái cách xử sự của mình đi rồi hãy xem cái đó. Đó. Rồi, video clip của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.